Ly ơi, cái lemonade này nó là mỹ phẩm hay là kẹo ấy? Nhìn giống kẹo đấy. Không ăn được à? Ờ ok. Thôi dặm tí phần đã lên hình cho xinh. Hi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và chào luôn cả chị em với những chị em đang xem kênh Hà Nội Computer luôn. Hôm nay, cái ngày mà mình quay clip này là ngày 20 tháng 10. Đầu tiên thì trước khi vào video, mình xin phép được chúc tất cả các chị em luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ và được người yêu tặng quà đúng ý mình. Đấy, thế thôi. Và trở lại với video thì video này nó sẽ không liên quan đến chị em cho lắm, nó sẽ liên quan đến những anh em nhiều hơn. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta cũng có khá nhiều chị em làm về thiết kế đồ họa, làm video hay là làm hình ảnh. Và đấy, cái sản phẩm hôm nay mình muốn review cho mọi người cũng vậy, nó sẽ phục vụ riêng cho những bạn mà làm video, hình ảnh cũng như làm thiết kế đồ họa. Và như mọi người đã biết là khi mà mua những cái màn hình để phục vụ những công việc đấy thì ngoài một tấm nền tốt, ngoài độ chuẩn màu cao và độ sáng nó cũng ổn định thì anh em sẽ cần phải sắp xếp nó vào một cái góc làm việc của mình làm sao cho gọn gàng cũng như tiện dụng nhất. Và thường thì những cái chân máy gốc đi theo máy ấy, nó sẽ không thể làm được cái điều đấy và mọi người sẽ phải bỏ khá tiền ra, ít nhất là khoảng từ 2 triệu cho đến 5 triệu đồng để mà mua một cái chân đế kẹp màn hình, kẹp vào bàn ấy. Đấy, và tất cả những cái chân đấy thì theo mình biết ở thời điểm hiện tại, kể cả với những con đắt nhất, nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định và chưa được ok lắm. Thế cho nên là để giải đáp cũng như là để giải quyết được cái vấn đề đấy thì hôm nay mình mang đến cho mọi người một cái sản phẩm, nó có thể nói là một cái giải pháp để giúp cho mọi người tăng được cái trải nghiệm khi mà sử dụng màn hình. Ngoài ra thì tăng được cái sự gọn gàng cũng như là tùy biến được các cái góc độ của màn hình theo ý thích khi mà làm việc. Và đây, như mọi người đang thấy là con màn hình LG 32UN880. Thì trước khi đi đến thiết kế cũng như là cấu hình của nó ra làm sao thì mình sẽ tiến hành lắp đặt để cho mọi người có thể hình dung và không cần phải động đến cái sớ hướng dẫn sử dụng cũng như là lắp đặt khi mà mua con này về. Và sau cái đoạn lắp đặt vừa rồi thì như mọi người có thể thấy là cái khả năng tinh chỉnh của con màn hình này nó rất là cao. Anh em có thể xoay trái, xoay phải, lên xuống cao thấp tùy thích. Với những anh em mà cần đứng để mà làm việc ấy, thì cũng có thể đẩy cái màn hình lên cao để vừa đứng vừa làm luôn. Và đương nhiên là anh em cũng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì về cái vấn đề rơi rớt hay là kiểu bị lung lay cái chân. Bởi vì cái kẹp chữ C ở dưới này nó có một cái lớp đệm mút rất là chắc chắn để giúp cho cái phần kẹp của anh em ấy, nó hút chặt vào mặt bàn và không thể bị lung lay được. Và có một cái lưu ý nhỏ cho anh em là phần lớn ở những con bàn bây giờ thường là nó sẽ có một cái phần thanh sắt nó lồi ra. Và như vậy thì nó sẽ khiến cho cái phần mút này nó không thể ôm hết được vào cái phần mặt bên dưới của bàn. Như vậy thì anh em sẽ cần phải chú ý khá là nhiều khi mà cái phần C, cái chữ C này này nó không ôm được hết vào cái bàn ấy, cái chân của anh em nó cũng sẽ không thể chắc chắn được. Và anh em nhớ lưu ý điều này. Và nhờ do có cái chân kẹp Ego đấy, thế cho nên là với mọi cái góc làm việc của anh em, dù là bàn thấp hay bàn cao, ghế cao, ghế thấp, thì mọi người vẫn có thể thoải mái điều chỉnh các cái góc độ của màn hình theo ý thích mà không cần phải lo vấn đề là kiểu mình cao hay mình thấp cả. Tại vì mình không thể với tay mình đưa lên cao được. Nhưng đại loại là mọi người đã nhìn thấy ở cái phần lắp đặt rồi đấy, nó có thể lên cao xuống thấp tùy thích mà. Như mình đang sử dụng ở đây thì là do bàn nó hơi bị cao và người mình thì cũng cao, tay dài nên là mình sẽ để màn hình vào khoảng giữa như thế này. Còn với những anh em hay là chị em nào có cái chiều cao nó khiêm tốn hơn một chút thì có thể để màn hình thấp xuống để không phải ngước lên mỏi cổ và rất là khó nhìn. Về tổng quan thiết kế ở bên ngoài thì con màn hình này không có quá nhiều thứ nổi bật. Mặt trước thì là một con màn hình 31,5 inch tràn viền, logo LG như thường lệ vẫn nằm gọn gàng và nhỏ nhắn ở chính giữa phần dưới này. Mặt sau là các cổng cắm kết nối bao gồm một cổng Type-C, một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, hai cổng USB jack 3.5 và cổng cắm nguồn. Và một điều đặc biệt ở đây nữa mà mình tin là anh em dùng MacBook sẽ thích, đó là khi đi kèm với con màn hình này sẽ là một dây Type-C có khả năng xuất hình ảnh lên màn hình, truyền tải dữ liệu và sạc nhanh PD lên tới 60W. Phía dưới này vẫn là một joystick quen thuộc tinh chỉnh các chức năng màn hình của LG. Chưa hết, và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn vào thông số của con màn hình này thì anh em sẽ có một con màn hình 31,5 inch tỷ lệ 16:9, độ phân giải 4K trên tấm nền IPS.
DCI-P3 đạt 95%, độ sáng 350 nits và tần số quét là 60Hz. Nói nhìn chung lại thì đây là một con màn hình sử dụng chính phục vụ cho việc làm đồ họa hình ảnh cũng như là làm video nhiều hơn. Nên là cái cấu hình của nó sẽ phục vụ được cái việc là tái tạo lại cái màu sắc nó chân thực nhất đến mắt của các bạn. Cùng với cái đấy là tính năng tiện dụng của chân Ego mang lại nó rất là đáng giá. Và để anh em có cái nhìn thực tế nhất về con màn hình này thì bây giờ mình sẽ đến ngay với anh em cái phần test cùng Spider X sau đây để cho mọi người có thể xem được là con màn hình này nó làm được những cái gì. Và mặc dù là con màn hình LG 32UN880 này nó sẽ thiên về cái vấn đề làm việc cho anh em hơn là cái vấn đề chơi game. Tuy nhiên thì để mà giải trí chơi game hay là xem phim trên con màn hình này thì nó cũng rất là tốt. Vì đương nhiên là anh em có một cái độ phân giải màn hình 4K ở trên tấm nền IPS rất là chuẩn màu và màu sắc nó rất là bắt mắt. Cùng cái độ sáng tốt nữa thì cái việc đem lại cái trải nghiệm khi mà chơi game hay xem phim giải trí nó cũng rất là cao. Và đương nhiên là anh em vẫn có thể chơi những cái tựa game như CSGO hay LOL và một vài tựa game khác trên con màn hình này, nó cũng rất là sướng. Ở video này thì mình sẽ không nói về cái khả năng phân chia màn hình trên cái phần mềm on-screen control của LG. Tại vì là trên những video khác là về màn hình LG tầm trung và cao cấp thì mình cũng đã nói về cái phần mềm này rất là nhiều rồi. Mọi người có thể tìm lại và xem ở trên những video đấy. Và ngoài ra thì thời gian gần đây mình đã làm khá nhiều những cái màn hình cao cấp dành cho chơi game cũng như là làm việc. Và sắp tới đây thì mình sẽ làm rất là nhiều những cái sản phẩm màn hình có mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên thì vẫn phục vụ tốt cho anh em trong cái vấn đề làm việc và kể cả là chơi game nữa. Và cuối cùng thì cái mức giá để anh em có thể sở hữu con màn hình này là 18.899.000. Đây thì không phải là một mức giá rẻ cũng như phổ thông. Tuy nhiên thì với một con màn hình cao cấp với những cái cấu hình như vậy thì đây là một mức giá rất là đáng. Và anh em nghĩ sao về con màn hình này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình và bấm vào hình subscribe cũng như hình cái chuông bên dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo. Chào nè.